Rồi rồi sao em xem cái clip đó rồi em thấy giống hay là em biết? Chính xác 100% luôn đó nè. À. Dạ, tại vì cách nhà em có 4 5 căn nhà thôi. Vậy là hàng xóm. Vậy ha, vậy là Dạ không nhầm lẫn em hả? dạ đúng rồi, tên Trang. Có em này thì có 3 người con, 3 thằng con trai rồi. Mà lúc bà đẻ đứa thứ ba xong, em này có vẻ bị sốc cái gì á, cho nên là bị bệnh. Em tên gì, em trai tên gì? Em tên Hùng À Hùng. Vậy bây giờ là Hùng ở tỉnh thành nào? em ở Định Quán, Đồng Nai em. À Định Quán Đồng Nai. Vậy là có nghĩa là nhà Trang cũng ở Định Quán Đồng Nai. Dạ đúng rồi, À vậy tại vì thì em này á, là trước á, là mẹ của em đó cũng có nhờ anh em ở đây là cứ lâu lâu đưa em nó lên bệnh viện á. vậy là đã có cái dấu hiệu đó rồi. À vậy rồi gia đình đã biết chuyện này chưa? Hùng đã báo cho gia đình biết chưa? Dạ hồi nãy em đang nói mẹ em gọi cho bà, tại vì bà rất chơi thân với mẹ em, sáng nào cũng À hầu như ngày nào cũng ghé đây. à à vậy đó ha. Vậy là Hùng Hùng báo cho gia đình biết giùm ha. Còn cái gia cảnh của Trang thì ra sao, Hùng có nắm rõ không? Nói chung là bố thì mất lâu rồi, Trang sau Trang là hình như còn một người em trai nữa. À Còn chồng của Trang là vẫn làm ở Sài Gòn đó anh. Vừa rồi là theo em biết đó, thì chồng của Trang đó, đưa Trang lên đó, nhưng mà có vẻ là không chịu được em này, cho nên rồi mấy hôm trước là em nghe có thông tin là em đó có về, nhưng mà chắc thì mẹ như thế nào rồi là em đó lại bỏ đi tiếp, vậy à. về về trong đêm. Dạ À mà bây giờ thì khá là nặng đó, như như Hùng xem cái clip đó Hùng biết đó, có nghĩa là hỏi tên những người trong gia đình đôi khi cũng nói hỏi làm gì này kia vậy đó, chứ không có tiết lộ và không biết có nhớ không nữa. Dạ. Tại vì nhớ thì em nó rất nhớ, nhưng mà tại vì nặng nhất là cái thời gian mới đây á, là lúc mà người chồng đưa 3 đứa con của nó đi về bên nội á, là bắt đầu nó mới bị nặng hơn. Chứ lúc trước cũng tôi ra đường cũng chào hỏi, nói chung là em nó rất là hiền, không quậy phá gì tới ai đâu. Dạ, là ra đường gặp ai cũng chào hỏi, gặp em cũng chào anh Hùng này kia mà. Thấy tội lắm, cũng tự trọng lắm, cho tiền không có lấy đâu, không có cho tiền không lấy, chỉ có ăn đồ ăn của cái cô mà bán bánh ướt thôi, chứ còn người khác cho cũng không có ăn. Ngày xưa em nó là nếu mà còn con gái, bây giờ thì thời điểm này thấy em nó gầy nó ốm, mà chứ hồi còn con gái em nó dễ thương lắm á. À rồi vậy bây giờ là mình điều đầu tiên đó là mình báo cho gia đình biết, rồi gia đình có cái hướng để mà điều trị mà đưa em đó về, vì thật sự là nghe ở đó kể là cũng mấy tháng rồi không có tắm rửa, không có chỗ tá túc, không có chỗ ở đó. Mà Bây giờ rồi em sợ nhất là cái vấn đề là kiểu hai mẹ con không ở được với nhau, cho nên là mẹ nó không đưa về đây này. Vì mẹ em đang gọi khuyên bà là như thế nào, tại vì bữa trước em có thông tin là em nó về trong đêm, nhưng mà mẹ lại đuổi đi hay sao á. Tại vì hồi đó đang kêu ở nhà thì nó không chịu, nó đòi đi theo chồng nó, mà thằng chồng nó nói chung là hình như cũng có gì rồi, cho nên là bà mẹ ghét. À Dạ, thôi cái này vấn đề thì là căng ở khúc đó. về cái tình cảm gia đình đó ha, đại Dạ, khái vậy dạ. ha. Bà đuổi nó đi Thì rồi, bà biết sao rồi. Đó, bữa đó em nghe thông tin là cho nó về trong đêm, nhưng mà bà mẹ kiểu đuổi đi hay sao á. Tại vì em coi cái clip có là nói nó về 2 3 ngày là đúng rồi đó. Về trong đêm xong là đuổi là đi, là nó đi luôn xuống nó lại đó. chắc là áp lực quá đấy, áp lực quá Dạ. nên là sinh ra bệnh nặng đó. Dạ. Cho nên nhưng mà nó thông tin nó nhớ nhà này kia là nó biết hết đấy, nhưng mà nó kiểu nó không muốn nói ra thôi anh, nó khôn lắm á. Biết rằng là vậy, có thể là không nói ra, nhưng mà có một điều là bây giờ thấy ngủ là ngủ ngồi Dạ. vậy thôi, chứ cũng đâu có chỗ đâu mà nằm, đâu có chỗ đâu mà nằm, thì ngủ ngồi ở vỉa hè này kia vậy đó. Mà nếu mà ngày này qua tháng nọ như vậy thì thật sự là nó rất là nguy hiểm.
vì vấn đề thứ nhất là sinh hoạt, thứ hai nữa là đôi khi ở ngoài đường ngoài xá thì xe cộ rồi này kia đó. Dạ. Tội ghê. Thì đó em cũng công nhân đưa nó về, mà bây giờ mẹ nó còn hai mẹ con nó mà bà không cho về thì em đang nãy em thấy xong em bà em nói mẹ em là gọi cho bà coi như thế nào, khuyên bà đi để mà cho nó về chứ để nó đi lang thang phải sao được. Trời ơi, về mà bà lại không muốn cho về rồi để đi trong đêm luôn à? Dạ. Căng Đấy, ha. con gái em mới ra nói là bà nội nói với bà nhưng mà bà kêu kệ, điện thoại nói chuyện nãy giờ đó mà. Trời ơi. Bây Nói chung giờ trong xóm này ai cũng thương nó hết đó, mà do bây giờ như người do bà đó nó thật sự với em nói là trước á, là bà không phải là đưa nó đi bệnh viện nhưng mà bà muốn đưa nó vào các trung tâm từ thiện đồ này kia để cứ thuê xe ép nó lên xe bắt nó đi mấy hôm rồi lại nó lại bỏ về, rồi cái kiểu tâm lý của nó, tâm lý mất ba đứa con nữa cho nên là càng ngày nó càng vậy, cho trước nó đâu có nặng như vậy đâu. Hình như hôm qua anh ghé ở đó đó thì là nghe cái cô mà bán bánh ướt á, là nói là cái hôm trung thu là có gọi về cho con, có gọi về cho ba đứa con, nói là ở trên đó trung thu làm sao ở đây là đông vui này kia lắm hoặc này kia gì đó. Anh cũng chưa có nghe lại cái đoạn clip nhưng mà đại khái là có Đúng rồi, gọi tại về vì cho con. em gần nhà em biết là mỗi lần nó ở với bà, mỗi lần nó xin bà gọi điện cho con nó, trời ơi, nó khóc nó làm thương lắm, cái kiểu nó nhớ con quá anh Vị, xong rồi bắt đầu bây giờ cái tâm lý của nó là không được ổn như ngày xưa nữa, chứ trước thì nó cũng bị rồi nhưng mà nó không nặng như bây giờ đó. Nào thứ nào thì mất ba đứa con rồi về nhà giờ mẹ lại đuổi đi cho nên là nó càng ngày càng vậy ấy chứ. Thì cũng hy vọng là em của Trang rồi chồng của Trang hãy cứu vớt lấy em nó, phải uống thuốc này kia, phải đi bác sĩ, phải uống thuốc mới được. Bởi vì Hùng biết đó là con người ta để mà đi xuống dốc là nó dễ lắm. Chỉ cần thứ nhất là sức khỏe và ăn uống không 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 có môi trường tốt nè, rồi cho đến là không có thuốc thang thì cái thần kinh nó càng ngày nó càng nặng là cái điều đương nhiên. Cho nên là Cho chỉ nên thật có với anh bây giờ mà ví dụ biết chính xác thì quan trọng người nhà nó không, bà già nó thôi, còn bây giờ tụi em mà kêu thuê một cái xe mà xuống chợ nó về là bình thường, thuê cái xe ở chạy xuống đón về là tụi em làm được, không quan trọng những cái vấn đề đó. đúng đúng anh hiểu, có nghĩa điều quan trọng là cái nơi tiếp nhận và cái nơi em nó sinh sống á, chứ còn cái chuyện mà đưa về thì nó không có gì khó cả. Quả thực là như vậy, và điều quan trọng là ai là người mà ân cần để chăm sóc em nó, chỉ có gia đình thôi chứ ngoài ra không có ai làm được điều đó. Cô đây cháu là con Trang đang bị đi kiếm đây này, giờ lang thang Sài Gòn đây, đang cháu đang nói chuyện với người ta này. Đây có cô này, Ai vậy đây cho cô tôi ngồi bị đây gặp, nói chuyện đi chứ. là ai vậy em Hùng? Là nhà cô ngồi dưới kia về nhìn này. Cô anh em ơi, bây giờ là chị là người gần gũi nhất ở với cháu Trang, thương nó lắm luôn, nó khổ lắm cháu ạ. Em ạ, nó là nó bị nó đẻ ba đứa con ở Sài Gòn đấy, thằng chồng nó ngày xưa là theo con này dữ lắm, xong bắt đầu nó sanh 3 năm ba đứa con, đứa thứ ba nó sanh ra bắt đầu thằng chồng nó không quan tâm, đi theo gái theo trai, xong bắt đầu là con này nó trầm cảm, nó bị thần kinh, nó bị trầm cảm sau khi sinh. Rồi bắt đầu là thằng này nó lại không quan tâm gì nữa, nó đối xử với con này không ra gì, thế là bà ngoại biết thương quá với xách ba đứa con đem về, bà ngoại thì khó khăn, bà ngoại cũng là mẹ chồng nuôi con, cũng gà 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 cũng góp bộ nuôi con, thì về bây giờ bà cũng khó khăn lắm, bà làm đụng mấy năm nuôi ba đứa cháu ngoại với một đứa con gái thần kinh, thì bà ấy vừa rồi bà ấy cho đi bệnh viện tâm thần thì nó đã đỡ rồi, nó đỡ rồi, xong thằng chồng nó với đem ba đứa con đẹp trai lắm, ba đứa con ngoan mà đẹp mà, thế là nó xách ba đứa con nó về nuôi, bà nuôi từ từ lúc bẻ đẻ đẻ ra đứa thứ nhất cho tới đứa thứ ba, mà bây giờ bà nuôi cho ăn học đứa nhỏ nhất bây giờ vào lớp 1, còn đứa lớn nhất học lớp 4. Bây giờ thằng chồng nó vừa rồi thằng chồng nó về, thằng chồng nó đem ba đứa con về quê, thì con này nó thần kinh nhưng nó thương con, nó khủng khiếp, nó theo đuổi về về với con nó, thì về nhà mẹ chồng chắc mẹ chồng coi không ra gì, không cho ăn cho uống, thế là con bé nó bị
nó bị như kiểu nó lại điên, nó về ngồi ở nhà mẹ nó chăm cho nó thì có xa ra có thịt, nó đi xuống đó về còn xương bọc da nhìn thấy cháu rớt nước mắt. Trong những tôi hàng xóm này cũng được bất đồng tâm, cái nghèo lắm mà thương cháu lắm, nó ngoan hiền lắm mà tội nghiệp. Ngày xưa nó cũng là cái đứa học hành đến nơi đến chốn, học đại cho học cao đẳng, nó biết đường hoàng ấy, anh mà bây giờ nó nuôi nó ăn học, bây giờ cháu nó lấy chồng, bây giờ không may phải cái thằng chồng nó vô tâm như vậy, bây giờ tội nghiệp nó lắm, thật thương nó rớt nước mắt ra. Nhưng bây giờ hàng xóm tội bất lực bất đồng tâm, không không giúp được cháu. Bây giờ nếu mà cộng đồng mạng mà thương cháu thôi thì bây giờ nói chung là mình làm được một việc việc lành á, nói chung cũng như là xây 7 tòa tháp ở đây, thương cháu đưa cháu về địa chỉ này rồi là mà mẹ nó đưa nó đi bệnh viện, đưa nó đi bệnh viện để chữa bệnh cho cháu, rồi là cho nó tỉnh táo lên, rồi là giúp đỡ nó. Chứ vừa rồi á, nói thật là nó cũng có về, nó về nó tự dưng nó đi về được một ngày, người nó còn xương bọc da rồi, mẹ nó buồn quá, mẹ nó cũng khóc lắm. Thế là bắt đầu ngày mai nó lại đi nốt, nó đi về là từ hôm đó đi tới hôm nay là biệt tăng luôn, không điện thoại không chi hết, là tới giờ này mà nghe cái tin này thì đúng là thật giật gân, mà nghĩ thương lắm. Bây giờ cộng đồng mạng này, anh có thương dạ dạ cảm ơn chị nhiều. Bây giờ thế này chị nè, là cá nhân em cũng như là những người ở nơi mà em nó đang đang còn hiện diện đó, ở cái chỗ cái chỗ quận Tân Bình đó, thì là ai nhìn thì cũng thấy thương và cũng không biết được là cái đời tư như thế nào, nhưng mà trước mắt á thì thấy em nó ngủ toàn ngủ ngồi không à, có nghĩa là không có chỗ ăn chỗ ngủ, rồi từ sinh hoạt cho đến này kia năm này qua tháng nọ như vậy á thì thấy tội. Vì vậy cho nên thì nay kết nối được với gia đình là em rất là vui khi mà em Hùng lên tiếng, rồi chị đây là cũng có cho em biết được cái lý do này kia như vậy. Còn cái hướng sắp tới đây đó thì bây giờ trước mắt cứ báo cho gia đình để cho gia đình gọi là biết được là con cái của mình, rồi chị của mình như vậy, hình như đang còn có đứa em nữa đúng không chị? Hình như Trang còn có đứa em nữa. Không có đứa em nào hết, có thằng anh, mà thằng anh thì cũng khổ. Thằng anh thì cũng khổ lắm, cũng ăn ở nhà trọ ở thành phố chứ không có nhà cái cửa gì hết. Thằng anh thì cũng tội lắm. Bà hai đứa con thì nói thật là bà cũng đời tư hai đứa con là hai đời chồng, nói thẳng như vậy. Đó, mấy giờ chẳng chồng nào còn hết, chồng thì bỏ, chồng thì chết. Nói chung là rồi đi làm thuê làm mướn này. Rồi bây giờ thế này chị nè, gọi là trước tiên là chúng ta sẽ cho gia đình biết, và thật sự chị và em và cộng đồng cũng như là những người xung quanh thì giúp được điều gì chúng ta sẽ cùng giúp cho gia đình. Và còn cái quyết định á, là chỉ có gia đình quyết định thôi, chứ còn ví dụ đây em ví dụ nè, bây giờ chúng ta đưa em nó về đó mà gia đình không nuôi nấng, không tiếp nhận và không ân cần thì em nó cũng bỏ đi như không, cũng như 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 không đó. Cho nên là bây giờ hãy thông báo cho gia đình điều này trước, và gia đình nhờ em hay là nhờ thế nào đó thì em cái gì trong khả năng thì em sẽ sẵn sàng. Ví dụ chẳng hạn như em đưa em nó về tới nhà, hoặc là đưa em nó vào bệnh viện tâm thần hay cái gì đó nằm trong khả năng thì em sẽ tiếp nhận với gia đình đó. Thì điều quan trọng nhất là gia đình, chứ bây giờ chúng ta đưa về đó mà gia đình không tiếp nhận thì cũng như không, đúng không nè? Đúng không, chị nè, bây giờ là chị bảo đảm với em, nếu mà em đưa về, không cần em đưa về địa chỉ nhà chị đi, chị chấp nhận chị sẽ thuê xe và đưa cháu đi bệnh viện tâm thần. Chị không, người hàng xóm thì chị không có liên quan gì hết, nhưng chị rất thương nó, tội nó, mà chị cũng nghèo lắm, nhưng mà chị bằng mọi khả năng chị giúp được, chị cũng rồi giúp được. Em rồi. Cứ đưa về đi. Em đưa về chị địa chỉ số nhà, chị cho địa chỉ số nhà chị, đưa về tới nhà chị. Nhưng mà dù sao mình cũng cho gia đình biết đàng hoàng đó chị ha, cho chồng con này kia biết. Đúng rồi. Chứ mình không tại có tự động làm điều đó. Chồng con nó ở Sài Gòn, nó bỏ rồi, thằng chồng nó ở Sài Gòn á. À đúng rồi, đúng rồi, chạy nhờ Hùng á, nhờ Hùng kêu mẹ. À gì đạo Phật. Ý là ý em là nói nhờ Hùng nó kêu bà Bích hả, để lên em nói chuyện chút coi bà được rồi. Như thế nào? Em nói chị nói hết hoàn cảnh rồi thì bây giờ kêu bà lên, bây giờ đang kêu đây. Kêu bà lên, bà hồi nãy có lên nhà bà rồi. Thấy tội chị ha. A di đà Phật. Vậy anh cố gắng, em cố gắng kết nối để chờ một tí nha, chờ bà nói chuyện nhé. Rồi chị cho em hỏi nè. Chị cho em hỏi một chút là từ trước đến giờ thì cái triệu chứng bệnh tình rồi cái cuộc sống của Trang như thế nào chị? Nói chung là cuộc sống bệnh tình nó là bắt đầu là nó khi mà nó lấy chồng á là rất là êm đẹp, gia đình vợ chồng sống rất hạnh phúc. Xuống đến Sài Gòn là đẻ hai đứa con đầu, một thằng thứ trai thứ nhất, thằng Trang thứ hai, vợ chồng rất hạnh phúc, rất yêu thương vợ con. Tự dưng á
mà bà mẹ vợ cũng đi theo luôn xuống đó là chăm sóc ba đứa, hai đứa cháu. Nhưng mà đến khi có bầu đứa thứ ba là ý của thằng này là nó không để đứa thứ ba này là nó giải quyết là cho đi nạo thai. Nhưng mà bà mẹ đẻ là không chịu, nói là bây giờ mang tội thì để đẻ nuôi. Thì bắt đầu đẻ ra một cái là thằng đó là từ đó là nó không quan tâm nữa, là nó đi theo gái, rồi nó đi theo gái, rồi nó đi tùm lum hết. Rồi bắt đầu là con này bắt đầu nó suy nghĩ đang được chiều cưng, bây giờ tự dưng đối xử nó ra gì, bắt đầu nó bị suy nghĩ quá, bắt đầu từ đó nó bị trầm cảm. Đó, nó bị trầm cảm. Nhưng mà nói chung là cái chuyện nhà người ta lùng bùng lắm, nhà tôi là người hiểu nhất. Tại vì trong thời gian Covid, một mình nó, ba mẹ con ở nhà, mặc dù nó vẫn bị thần kinh, bốn mẹ con nó ở nhà. Bà mẹ đẻ đi làm thuê dưới Sài Gòn ấy, đi nằm ở đợi cho người ta dưới Sài Gòn á, là kiếm tiền để gửi về, ngăn cách Sài Gòn không về được đây, tại vì Covid không cho về cách ly. Cho nên là ở dưới này là cứ bâu víu vào tôi thôi, cứ cái chuyện gì là cứ bâu víu vào tôi, là hết tiền cũng ấy, không có cái chuyện gì hoặc hết cơm ăn. Nhưng mà khổ cái nó cho tiền nó không lấy, người ta cho tiền nó không lấy, cho gạo nó cũng không lấy, cứ nhịn đói vậy. Nó rang gạo cho con nó ăn, nó bắt con nó ăn gạo rang, nó không cho ăn nổ vậy, nó không cho ba đứa con ăn nữa, rồi nó cứ vậy, rồi nó bảo không cho ăn rồi là không có tiền mua gạo, nhưng mà người ta cho tiền thì không lấy. Nó khổ, yeah. Nó khổ đến cái mức độ vậy, nó quá thần kinh, nó nặng. Chị cho em hỏi là cái việc mà cái quan niệm mà không nhận tiền của người khác là do cái tính cách của em nó trước đây hay là do bệnh tình thì mới xảy ra tình trạng đó? Do bệnh tình nó mới xảy ra tình trạng đó. Yeah. Còn lúc mà đi thời gian cho nó đi bệnh viện tâm thần về, nó đỡ được, ai cho gì cũng lấy hết, ai cho gì cũng xin, cũng cảm ơn, cũng xin. Yeah. Nhưng mà bây giờ về nhà khổ là không cho uống thuốc, không chịu uống thuốc đó, về nhà không chịu uống thuốc, thuốc bệnh viện cho không uống, bỏ. Thì lại suy nghĩ cái khác, suy nghĩ này. Yeah. Là ý như kiểu là bé này là bị người ta hại bằng cái bùa bả này nọ kia, chứ không có nghĩ là nó cái bệnh tình sinh ra. Nhưng mà theo như chị khoa học, chị nghĩ 100% là nó trầm cảm sau khi sinh. Yeah. Chứ không phải ai làm hết. À. Chứ không có ai mà làm hết. À. Đừng nghĩ như vậy. Yeah, trầm cảm còn sau khi sinh. Gia đình nhà chồng á, gia đình nhà chồng á lại như thế này, lại đối xử nó rất tệ. Bà mẹ chồng bà này cũng không ưa, bà cũng đối xử nó không ra gì. Đó. Đấy, cho nên là con bé này nó dồn lại nó bị chửi. Yeah. Chết quá nặng luôn. Yeah. Hy vọng là bác sĩ cứu vớt được em nó để tội nghiệp mấy đứa con ha chị. Vâng, ha. Đúng rồi. Yeah. Vâng, thương. Yeah. Yeah. Rồi nó bình phục được thì nó mới lo cho con nó được, và lo cho đúng mẹ rồi. Rồi này kia được, chứ nếu không nữa là cả cuộc đời của Trang là thứ nhất nó còn liên lụy tới những người ra trong gia đình nữa. Yeah. Vâng, đúng rồi. Yeah. Còn trước đó đó chị, cái khi mà em nó chưa lấy chồng này kia đó, thì cái tính tình này kia của nó như thế nào? Nó ngoan lắm luôn, ngoan mà ngoan lễ phép lắm. Ngoan ngoãn lễ phép, bởi vậy thằng nó đẹp trai vì nó đeo con này, chứ còn nếu mà con này mà có vấn đề gì làm sao mà lấy chồng đẹp trai mà làm công nghệ thông tin mà tiền không đấy. Nhưng bây giờ nó không quan tâm, nó đầu như là nó giờ nó không quan tâm này nữa. Còn con nó là ba đứa con nó đem về ngoài quê, ngoài bà nội nó, ngoài mẹ đẻ nó nuôi rồi. Tức là bà mẹ mẹ vợ nuôi cho từ ngày đó, bây giờ lớn bằng này rồi nè. Mới đón về từ hôm mà nghỉ hè này, là nó đón về Bình Định, nhà quê nó Bình Định á. Là đón về xong bắt đầu đưa con bé Trang này về Bình Định, tưởng là để chăm con. Nhưng mà ai dè về đó là chắc đối xử với con bé này không ra gì, thì nó lại bệnh của nó lại càng nặng thêm. Đó, tức là thời kỳ ở đây bà mẹ đẻ nó cho đi bệnh viện tâm thần, chữa được đỡ rồi. Về nhà nó tỉnh táo đỡ rồi, thế nó tỉnh táo nó đưa đi, nhưng không ngờ không về đó là không uống thuốc, không men, không cho đi bệnh viện, không cho gì hết, là con bé nó tái phát. Rồi lại đối xử với nó không ra gì nữa là nó tái phát. Nó tái phát bệnh. Thì qua cái câu chuyện này đó thì em cũng có đôi lời nhắn gửi, bởi vì em nói liền là sợ hồi nữa em quên. Thì em có đôi lời nhắn gửi với chồng của Trang. Thì nếu mà chồng của Trang có nghe được câu chuyện này đó, thì biết rằng là qua những cái lời kể của chị và lời kể của Hùng hồi nãy đó, thì cũng có phần gọi là cũng đôi khi cũng
cũng gọi là hơi hơi mất sĩ diện với những người xung quanh. Nhưng mà nếu thực sự câu chuyện là vậy thì có sao thì mình cũng chia sẻ vậy thôi, chứ cũng không có ý rằng là nói xấu chồng của Trang. Nhưng mà khi chồng Trang nghe được câu chuyện này thì cố gắng cứu vớt lấy mẹ của mấy đứa nhỏ, cho dù là không cho dù là không 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 còn là vợ chồng nữa thì cũng còn cái Đúng 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 nghĩa rồi, vợ chồng, Ali để mà đã cứu vớt nói lấy như vậy quá đúng. cứu vớt lấy mẹ của mấy đứa nhỏ. Dù sao thì cũng là có duyên chồng vợ với nhau, Đúng rồi. nên khó khăn như thế nào đó, hoặc là nếu chương trình của Tuấn Vĩ cũng như là bà con thì ai có thể hỗ trợ được điều gì đó thì xã hội còn không có bỏ em nó, Đúng rồi. huống chi là chồng vợ với nhau, thì Vâng. Tuấn Vĩ sẽ làm hết khả năng, sẽ làm hết khả năng để hỗ trợ em Trang. Nhưng mà phải thực sự mà nói, điều quan trọng nhất là cái người thân bên cạnh á. Chứ còn ví dụ bây giờ mà Tuấn Vĩ có bỏ ra một cái số tiền nào đó mà người thân bên cạnh không có chăm sóc, không có tiếp nhận, không có ân cần và bỏ bê thì nó cũng như không. Nó có nghĩa là nó không có mang lại được cái lợi ích gì cả. Cho nên cái người thân bên cạnh để mà lo thuốc men và ân cần với em nó là cái phương pháp tốt nhất để mà cho em nó hết bệnh. Phải cần người thân. Tuấn Vĩ nghĩ như vậy đó chị. Chị ha. Rất là cảm ơn, rất là cảm ơn em, thật sự luôn cảm ơn. Tôi muốn giống như kiểu tôi không phải là người ngoài nhưng mà tôi coi nó như đứa con vậy đó, thương nó lắm luôn. Thật sự con bé đó là còn nhỏ là học tôi biết, tại vì nhà cạnh nó biết ngon lắm chứ không phải Tôi chờ xíu rồi, đang gọi mẹ của Trang lên nhá. Tôi Bây giờ em nói với chị thế này, để em xin lỗi chị tên gì hết. tôi tên Thon. Em nói với chị Thon thế này nè. Trong thời gian qua đó thì em làm trong cái công việc mà tìm người thân thì em kết nối được với cộng đồng, và cộng đồng sẽ sẵn lòng, em bảo đảm với chị Thon luôn. Cộng đồng sẽ sẵn lòng, ví dụ chẳng hạn như là Trang cần 30 triệu, 50 triệu hay là 70 triệu hoặc là 100 triệu để mà trị cái căn bệnh đó, thì theo em nghĩ á, là cộng đồng không có bỏ rơi và cộng đồng sẽ sẵn sàng góp mỗi người một chút. Cộng đồng sẽ sẵn sàng góp mỗi người một ít để mà đủ cái số tiền đó. Nhưng như em vừa nói với chị đó, là cái sự chăm sóc của gia đình và làm sao đó để cho em nó không có căng thẳng cái thần kinh, cái đó là sự cần thiết của gia đình. Chứ còn nói bây giờ nếu ví dụ như mà đưa về đó, mẹ ruột cũng hắt hủi, chồng cũng hắt hủi, không có ai bên cạnh để cho uống thuốc này kia thì cũng như không đó. Chính xác. Cho nên là em hy vọng rằng đó là chồng Trang có nghe được câu chuyện này và hãy cứu lấy mẹ của mấy đứa nhỏ. Đó thì em muốn nhắn gửi như vậy. Tuấn Vĩ, tại vì em biết không, dù sao chăng nữa mẹ có thần kinh là gì cũng là mẹ của đứa con, Đúng. ba đứa con thì nó đang cần mẹ, tại sao mà mình thì không cứu vớt lấy vợ mình để cho con mình nó có mẹ. Con mình dù mình có lấy cái bà hai, có đẹp có tốt có giàu có chi cũng không phải là mẹ của nó. Mẹ của nó có phải thần kinh sọ não cũng là mẹ của nó, Đúng đúng chính không xác. thể nào mà nó không có mẹ được. Mẹ của nó chỉ có một mẹ mà thôi, mà tại sao không cứu vớt lấy nó đó. Cái đó mới là cái câu hỏi mà nó liên quan tới cái cuộc sống, cái tình cảm, tình nghĩa con người. Không còn cái tình thì còn cái nghĩa, Đúng chính có với xác. nhau ba mặt con mà bây giờ phải thương, không còn tình thì còn cái nghĩa. Cái nghĩa mà không còn nữa thì làm sao bây giờ con mình, bây giờ mình có giàu có, mất đi một người mẹ là mấy đứa nó mất đi một cái tình thương bao la. Mẹ mình là cái người đẻ ra mình, mang nặng đẻ đau đẻ ra, đứa nào nó lớn lên nó biết, nên làm sao nó không thương mẹ nó. Lúc Đúng mấy chính. người chồng mà nghe thấy á, người chồng mà nghe thấy á, đứt ruột ra, muốn con mình sau này dù gì chăng nữa nó phải có mẹ. Nó không có mẹ nó thì sau này nó hỏi mẹ như thế nào, nó tìm về lịch sử của người mẹ. Bây giờ thằng chồng nếu mà có ăn có học thức thì bây giờ hãy cứu lấy vợ mình đi, Chính cứu xác. lấy vợ mình đi, dù không còn tình nghĩa tình tình cảm nữa nhưng mà cái nghĩa vợ chồng vẫn cứ phải là giữ giữ cái đạo nghĩa vợ chồng, chứ không thể nào mà để cho con mình nó không có mẹ. Mình thương con mình thì mình phải thương thương Đúng 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 đúng. đấy mà Và mình thương con mình mà không thương vợ mình em thì nói thiệt sao? á, bây giờ mà chồng của Trang đó, cho dù sống trong cái sự sung sướng như thế nào, Đúng rồi. mà sau này con cái này kia nó biết được là
cha nó không cứu mẹ nó thì nó cũng không có trọng đâu, và cuộc sống của mình Vâng, cũng đúng không bao giờ mà thanh thản được. rồi. Cho nên là Dạ. bây giờ cứu ngay bây giờ nó không còn còn chưa quá muộn, đừng có để là sau này ân hận. Dạ Còn còn con người ta nó chỉ có một cái giai đoạn thôi, khi này là đây là đây là cái lúc mà cần thiết nhất để cứu em nó này, chứ còn sau này lỡ rủi ví dụ như nặng thêm nữa, hoặc là chẳng hạn như lỡ rủi mà không còn nữa thì lúc đó có ân hận chăng nữa nó cũng muộn rồi. Ôi, chỉ sợ là con bé nó ấy quá rồi, sợ nó tìm cách là nó tìm cách nó tự vẫn hay ra đi là thôi, thương lắm, thôi thôi dứt ruột là thật. Tôi thật, tôi nhìn người ngoài mà tôi thương lắm là thật, nhìn thấy nó mà đứt ruột là chú ạ. Em Thật, hiểu. tôi không phải ấy, không phải con tôi mà không phải cháu tôi mà tôi đứt ruột ra, nhưng mà tôi giúp đỡ. Nhưng mà thật nhiều khi á, người ngoài người ta không biết, người ta cứ nghĩ tôi thế này nọ mà là nanh chanh lớn chớn, là cứ đi việc mình lo đi kệ người ta, để người ta chết Không mình không kệ có người đâu ta chị, đó là cái này tâm nọ con người, kia. tâm À, con tôi người thương không. lắm luôn đó thiệt. Từ lúc mà tôi nghe, tôi vừa nghe tin đây vậy, tôi thật tôi đứt ruột, là tôi thương lắm thật. Tôi chỉ muốn là tôi mà có tiền, là tôi có tiền bạc, là tôi đến hỏi thăm ngay chỗ mà tôi thuê xe thì tôi đưa nó về thiệt đấy. Tôi nói tôi thương lắm luôn đó, mà họ không biết cho tôi thật sự vậy đó. Chị vậy thì Vâng. bây giờ thế này nè, là để em gặp người mẹ cái đã, rồi em nói chuyện với người Không, mẹ bây giờ rồi. nói thật với chú, nói thật chú. Dạ Thiệt tình. Vâng. bà tới rồi hả chị? Rồi. Nếu mà bà tới là tốt, tôi nói mãi nhưng mà bà khó tới. Bà không biết cái tấm lòng tôi như thế nào đối với bà. Bà nhiều khi bà nghĩ là chuyện nhà bà ấy, bà ấy không muốn tung vé ra cho người khác biết. Bà ấy, nói chung bà cũng như kiểu bà cũng bị sao rồi á. Bà ấy vì nghĩ về con bà mà bà ấy cuộc, À, bà ấy cho em cuộc, hỏi, bà ấy nghĩ cho em hỏi chút cuộc. gì chị nè, cho em hỏi chút là con của em Trang đó thì cái đứa lớn nhất là năm nay là bao nhiêu tuổi? Cháu học lớp 4 ạ. Nó học lớp 4, năm nay là 9 tuổi. Ồ, oh, trời, tội nghiệp có Trời vậy, còn nhỏ ơi, quá chị ba của con đẹp lắm. ha. Nó ở đây đi học là tôi á, nhiều khi á, bà ấy bận, tôi cho ăn cho uống, tôi chở đi lên trường, xong rồi tôi mua đồ ăn cho ăn, rồi tôi giúp đỡ chứ lắm. Chứ phải không đâu, ba đứa con đi học về không biết bài vở, không biết cũng xuống bà thon để bà thon bày chỉ. Rồi á, đi học về cũng chạy bà thon, nhiều khi nó gọi tôi bằng bà nội, nó kêu tôi bằng bà nội, mà tôi thấy tôi đứt lòng, đứt ruột ra. Nó cứ về, nó cứ kêu bà nội, bà nội. Bây giờ nó về quê đó mà nó lúc nó muốn nhắn tin cho tôi. Hôm qua hôm kia cánh tay mấy bữa nó có nhắn tin, nó có nhắn tin cái thằng lớn, nó nhắn tin bà Thon ơi, bà có khỏe không, các bạn học hành của con học hành có giỏi không. Nó chỉ nói mấy câu vậy thôi, nhưng mà nó không không dám hỏi thăm bà ngoại nó. Chắc có lẽ là bà nội nó không cho hỏi, và cho nên là không. Và Rồi bây giờ thế này chị Thon nè, dạ vâng. là em là vừa về tới nhà khoảng được 40 phút nay, em còn Tôi chưa ăn ra nè. Vợ em đưa lên cho em cái bánh bao, em chuẩn bị ăn cái bánh bao đỡ đây nè. Thì em nhận được cái tin này thì em cũng rất là vui, và em không thể đi lên Sài Gòn liền bây giờ. Và chiều mai. đây bây giờ á, bà mẹ lên rồi, bây giờ chú Tôn Vĩ nói chuyện với lại bà mẹ của Trang nhé. Còn tôi tâm sự với giờ chú Tự Bấy là chú hiểu hết về Trang rồi, Rồi rồi rồi. và chúng tôi hiểu hết về Trang rồi. Dạ, chào chú Tôn Vĩ. Chú thương chú giúp giùm cháu em bao nhiêu năm thì rất là khổ, sợ nhưng vì con khổ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình từ từ mình nói chuyện nha 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 chị ha. Rồi việc đâu còn có đó, không sao. Rồi chị tên gì, chị tên gì chị ha? Em tên là Võ Thị Bích ạ. À chị Bích. Thưa chị Bích, là vậy là Trang Trang vắng nhà đã lâu chưa? Cái hồi thầy thầy thơ hồi nó mới bệnh là nó ở với em ở dưới thành phố, rồi sau nó về nó ở với em mấy mấy năm 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 4 5 năm rồi, bốn năm Dạ bao nhiêu năm với em dạ nữa. Nhưng mà 4 5 năm là cũng không có bỏ nhà đi đâu hết, nhưng dạ mà từ bữa hôm nay là nó về nhà chồng mới có bữa hôm hè tới giờ đó, dạ không có năm thứ tháng, bữa hôm tháng 8 tới giờ, tháng 7 tới giờ, tháng 7 dương. rồi 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 Tháng 7 âm dạ. rồi cho em hỏi Tháng này, 7 vậy vậy cái tình trạng âm. mà cho em hỏi Và nha chị nha, cho em hỏi cơ bản chút xíu là cái tình trạng mà Trang ở cái khu vực đó và lang thang như vậy đó thì khoảng thời gian bao lâu, mấy tháng chị có nắm được không? dạ không, tại vì nó về nhà chồng, nó về nhà chồng, dạ về nhà chồng rồi. Nó gọi điện mấy mấy bữa nó gọi điện là về ở nhà chồng á,
Dạ. Thì bà mới hôm trước bà mẹ chồng cái con không có bạn gì thấy cái gì đây rồi 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 con chăm cháu chăm đời đồ, nhưng mà cái đó hôm trước là nó bị bệnh là em chữa hắn đã lành rồi, Dạ. đã lành rồi nhá, Dạ. nhưng mà từ hồi nào vẫn không có đi lang thang, mà về nhà chồng có mấy tháng này lặn đi lang thang thôi, còn hồi nào Dạ. vẫn bệnh cỡ nào cũng không đi lang thang ấy. Rồi. Dạ Rồi cho em hỏi nè, vậy là cái tình trạng mà trầm cảm của Trang đó là tính cho đến thời điểm này là thời gian khoảng bao lâu rồi, bị bệnh bao lâu rồi? dạ dạ cái này chú Tuấn Vĩ mà nói cho em á là có nhiều vấn đề nó bên trong nó nhiều Dạ. vấn đề huyền bí lắm, huyền bí. Dạ À dạ đó mới nhiều, còn bây giờ không còn gì để giấu hết trơn, toàn lên cộng đồng rồi không còn gì để giấu dạ. hết trơn á. Dạ Dạ. cho nên em không chữa được, em bệnh quá con em rất là dễ chữa nhưng mà không thể nào chữa được vì em đã À. trả chữa. Dạ em trả chữa, trả chữa hồi đó giờ mấy năm trời là còn không đi chữa được vì chồng không có cho đi chữa cho nên không có chữa được, nhưng mà hồi cái ở với em á ba đứa cháu nhỏ với lại mẹ nó, mà em gửi cháu cho hàng xóm em đi chữa mẹ nó về nó lành rồi, Dạ. nó lành rồi rồi nó về nhà chồng nó bị, thì Dạ. cứ về nhà chồng là bị. dạ À, vậy dạ theo chị hai lần thì chữa cũng về nhà chồng là bị. Dạ rồi theo chị Bích vậy đó thì theo chị Bích thì nhưng Trang bị bệnh gì? dạ thì em kêu nó nhiều có quyền bí lắm, nhưng nếu mà họ cứ có thời gian mình phải kể riêng mới được á, À chứ rồi. giờ cũng không có tiện nói lên À mạng. rồi dạ rồi rồi, dạ ok. rồi em Vậy nắm hết trơn tất cả mọi cái em biết hết. à Dạ rồi, vậy là nhưng mà theo em một thân đơn phương, một mình có hai mẹ con mà em không thể nào chạy chữa cho con vì không ba cái đứa cháu, em còn nuôi cả ba đứa cháu cả bốn mẹ con nó, nhưng rồi mà nó mới chỉ về nhà chồng từ hồi hè lên là mẹ con nó mới về nhà chồng, là bên chồng kêu về nhưng mà không phải là hồi đó em đi chữa bệnh á, thì bên chồng mới là đưa bọn nó về ngoài đó, mà trong lúc thời gian đáng lẽ là cháu đã vô để ở lại đi học ở bà ngoại rồi, nhưng mà vì bà ngoại đang chữa mẹ cho mẹ nó rồi ba nó mới đem mấy đứa cháu về bà nội, chứ không hồi chỗ đó vợ với bà ngoại hết trơn á, bà ngoại nuôi mấy đứa cháu luôn, một mình bà ngoại kêu mang. Dạ vậy Dạ, đó rồi. rồi rồi Chị gì Bích cho em hỏi, rồi chị Bích cho em hỏi. Và theo chị Bích là bệnh của Trang dễ chữa hả? Dễ chữa được hả? dạ nếu mà biết chữa là chữa được liền À, luôn. Dạ nhưng à. mà tại vì không có người chữa, không không người em chữa là có người cản cản đà cản mũi kỳ đà kiểu vậy đó, họ không cho chữa Trang. Dạ À, vậy theo chị á, bây giờ nếu ví dụ như mà nằm trong cái sự kiểm soát của chị Bích và chị lo lắng này kia cho con chị thì có chữa được không? dạ À, nếu ví dụ như bây giờ đưa Trang về đó mà nằm trong cái sự kiểm soát của chị Bích đây nè, nằm trong sự kiểm soát của người mẹ thì có chữa được không? Ừ, tại vì bữa hôm nay cháu đi về nhà chồng rồi cho nên em không biết đường, còn nếu mà cháu ở đây là em chữa được, còn vì bữa hôm À, đi về nhà chồng rồi cho nên rồi, em không ok. biết cái thời gian đó, em không biết đường về nhà chồng Rồi. họ như thế nào em không hiểu, Rồi. nhưng mà thực tình là nhà chồng là đã có cái mâu thuẫn không không thương Trang rồi, đã lâu rồi không thương Trang Dạ, rồi, thôi nhưng mà được bên rồi. đó ép buộc cho Trang về ngồi đó, bắt Trang về ngồi đó. Dạ nếu mà ở đây là em chữa được rồi. Dạ, em đã chữa được rồi. Dạ nhưng mà cho Rồi. em đi làm thuê, em đi lau nhà quét nhà, họ đi kiếm từng đồng để nuôi cháu, mà em nhờ Phật A Di Đà, em nhờ Phật Phật thôi mình cứ vui để lo cho con cháu, cho nên em được đồng nào em ăn rồi đồng đó, mà nhiều lúc về nhà con thì nó bệnh vậy cháu ăn hết trơn, em không có miếng gì em ăn miếng cơm không với miếng cơm lá lốt với lại lá mơ em ăn vậy, mà em A Di Đà Phật A Di em vẫn đi làm ngày ba mươi ngày tháng 30 ngày không nghỉ một ngày nào hết để lo cho cháu. Dạ Rồi, à, thưa chị, bây giờ thế này là không biết là cái câu chuyện này thì chồng của Trang đã biết chưa, và nếu mình thông báo cho chồng Trang thì chồng Trang có đưa Trang về để chăm sóc không? dạ chồng Trang biết rồi, tại vì hồi về là chồng Trang biết, có hổm chồng Trang có gọi kìa, nói là nói em kìa, đưa nó bệnh rồi đưa nó về mà chữa bệnh đi, nhưng mà tại vì chồng Trang á là không bao giờ, mà hồi đó là em kìa, mỗi lần đưa chữa bệnh cho Trang á là chồng Trang đập đồ tùm lum hết trơn, coi như áp độ đảo không cho em đi chữa bệnh, dạ không cho chữa bệnh cho con em. Dạ Ủa? mà em rồi em kìa, em mới nói em kìa Trang đã về với con thì nó ở với con vì theo chồng, tại vì ở đây em cơ cứu rồi nhưng mà bên nó không đỡ cứu, nên tình 5 lần 7 lượt rồi em đưa con em là đi 7 8 lần bệnh viện chứ không phải một lần, nhưng mà mấy lần kia là không có gì chùa nó không có bớt, mà khi em đi về chùa là con em bớt. Dạ em đưa về chùa là con em bớt, cũng tịnh tâm là con em bớt.
hai lần em đưa về chùa là cả hai lần con em bớt, còn mấy lần kia em không có đưa về chùa không có bớt. Nhưng đại khái nhưng mà, ý, bây giờ con... em xin lỗi, ý em muốn hỏi đó là bây giờ mình thông báo cho chồng Trang thì chồng có Trang có muốn đưa Trang về để chữa hay không, ý em là vậy đó. Dạ em không biết đường, tại vì chồng Trang là không có liên lạc với em, nếu mà em gọi là chồng Trang không có nghe em điện thoại. Không không có nghe điện thoại mẹ của Trang, cho nên nó khó. Ý em muốn hỏi là giữa Trang và chồng Trang thì chồng Trang có còn tha thiết để đưa Trang về không á, đại khái là như vậy á, theo chị nghĩ là hồi chồng nói chung hồi đó là chồng Trang thì không có không còn con, nói chung không còn thương gì hết, nhưng mà về cái hình thức bên ngoài cứ như là bên ngoài thôi, chứ còn ở trong thì không có thương. Từ khi đẻ cái đứa út là không có ngủ chung trại gì nữa hết trơn á, mà con em điên á, mà về nhà nó thấy con em mà không ăn không uống là nó vẫn cười tỉnh queo vậy, không có một chút đau khổ thương xót nào hết trơn á. Còn thương là thương bên ngoài, ngồi giả tạo ở bên ngoài thôi. Thì bây giờ lên cộng đồng mạng rồi em không có gì để giấu nữa, đời một lần chết cho con em một lần chết, nếu mà chết em đưa lên quả táng luôn chứ em không còn cái gì để nói. Giờ nhờ tâm sự, nhờ chú vị cho một rồi người, bây giờ thế này em, chị nè, em những người điên rồi chứ không mình đừng bi quan chị nha, mình đừng bi quan, chuyện đâu còn có đó. Và hơn nữa vậy nè, là ở trong cộng đồng thì cũng đang còn rất là nhiều người quan tâm và nhiều người tốt lắm, miệng rằng là mình giúp đúng người và đúng hoàn cảnh. Cái câu chuyện của Trang đây á, câu chuyện của Trang đây thì được những người xung quanh quan tâm nè, được những người xung quanh ai cũng quan tâm và cũng thương, bởi vì tuổi đời cũng còn trẻ là thứ nhất nè, thứ hai nữa đó là cũng giúp được em nó, thì còn giúp được những đứa con của em nó, cho cháu nó. Cho nên là trước mắt đương nhiên là chị có nguyện vọng đưa con chị về đúng không? Em có nguyện vọng đưa con em về, và em muốn cộng đồng giúp em á, để giúp để chữa các bạn cho con em, một mình em không thể nào em lo được đó, cũng hoàn cảnh em rất là khổ. Với lần hơn nữa là một mình em mà em chữa là bên kia sẽ trở ngại em, là không cho con chữa con em, còn nếu mà biết đường chữa con em rất là nhanh, rất là dễ chữa luôn, nhưng em không có thể nào em cứu. Em kêu giờ em cho con em về, ngồi nói chung ngày đêm là cứ đầu em là đau khổ lắm, mà ở ngoài họ không biết, tại vì em niệm Phật, em đi ra em cho vui vẻ để mình đi làm kiếm việc đó, lo cho con. Em vui ngồi với trong lòng em rất là hiếu. Thưa chị thế này nè, là như chị thấy đó là xung quanh bà con cô bác khi mà ai biết cái câu chuyện này cũng rất là thương cho em Trang, rồi giống như hàng xóm đây mình đây cũng vậy, rồi có em Hùng, rồi có chị Thon này kia, rồi ai cũng quan tâm hết. Thì như em hồi nãy em cũng có trao đổi với chị Thon đó, là cái việc mà đưa em Trang về thì không có khó, nhưng điều quan trọng nhất là cái người mà ân cần với em Trang và để mà lo thuốc men cho Trang đó thì không ai khác, phải chính là người nhà. Vì vậy cho nên là em nghe chị nói vậy là em cũng thấy yên tâm, là chị cũng rất là mong muốn là nhờ cộng đồng và cũng như là nhờ những người xung quanh để mà lo cho con của chị đó. Thì cái điều đó là em thấy là rất là tốt, vì sợ nhất là không có người chăm sóc đó, nhưng mà bây giờ chị nói vậy là ok. Thì bây giờ để mà giải quyết về việc này thì nó có trước mắt là thế này nè, là em thì em mới ở trên Sài Gòn về, mới được khoảng tiếng đồng hồ nay à, em không thể lên liền lại được, và kể cả chị cũng vậy, chưa thể nào mà chị xuống liền được. Thì vì vậy cho nên là sớm nhất thì là chiều mai, có nghĩa là sớm nhất thì chiều mai. Thì còn cái chi phí thì chắc là gia đình mình cũng khó khăn đúng không? Thì trước mắt là là em lo cho cái chi phí xe cộ, thì chị cứ bao một cái chiếc xe từ trên đó xuống. Chị cứ bao một cái chiếc xe, thì một cái chiếc xe đó là bao nhiêu tiền này kia, thì em sẽ lo cho cái chi phí đó, rồi lo cái chi phí mà để đưa em Trang về. Còn ngoài ra nữa đó thì là hỗ trợ được bao nhiêu này kia thì đó để em coi lại trong cái khả năng của em. Trước mắt thì để đưa em nó về đến nhà đi đã, thì mình tính. Thì nhờ em Hùng này, nhờ chị Thon này, rồi ở đó, ở trên đó có cái dịch vụ xe nào đó, ví dụ như xe 7 chỗ đó, thì nhờ một hai người đi cùng, rồi hoặc là chị gửi số tài khoản qua đây cho em, thì trước mắt là em hỗ trợ 5 triệu đồng để cho chị lo cái chuyện xe cổ trước đi nha chị nha. Dạ em rất là cảm ơn chú Vĩ, nhưng mà em cho con em về á, là em có cái điều cũng khó như vậy nè. Em giờ em mong cộng đồng giúp giùm em, cộng đồng mạng giúp giùm em á, là cho con em về mà để chữa bệnh giùm cho con em. Cứ quan trọng là chữa bệnh cho nó, chứ bình thường
chỉ chữa là nó tỉnh liền, nó rất là tỉnh luôn, nó biết Dạ hết thì mọi tốt, cái luôn. vậy Dạ, thì nhưng tốt. mà có chỗ đó, nhưng mà nếu mà có ai ghi trở ngại gì nó nhờ cộng đồng mạng giúp giùm em chỗ đó, vì em có một thân một mình đó, Dạ. là nhờ cộng mạng về cái tinh thần, về tinh thần cho em, Dạ, vì hồi dạ. đó giờ mấy năm này họ làm em khủng hoảng tinh thần dữ lắm luôn Dạ, á, dạ. thì em thấy con em rất đau lòng luôn. Dạ, Em dạ. chưa kể từng chi tiết cho chú Ừ, Vĩ nghe, chứ con em làm những cái hành động rất là tội nghiệp luôn đó. dạ. Dạ tội tội mà không ai có thương đâu, họ không có thương. Có nhiều người ở ngoài thì cũng có người thương, có người không, chứ không phải ai thương hết. Dạ, Họ dạ. không có biết được cái hoàn cảnh trong nhà Rồi, mình. Dạ rồi giờ em vậy. đi Phật cho nên em biết hết mọi cái, em mới chia sẻ với chú Vĩ như vậy, chứ nếu mà em không đi Phật là em không biết đường, em bình tĩnh mà để nói những cái chuyện này. Dạ Dạ, như vậy rồi. đó. Dạ Vậy bây giờ thế này là để cho chủ động cả đôi bên đó, thì được. hồi nữa nói em Hùng đó hoặc là hàng xóm nhà mình ai có thể có cái thẻ để rút tiền đó thì em gửi tới cho chị 5 triệu đồng Dạ để lo không, cái chuyện. dạ dạ em có chín Chị có luôn chín phải không? Ồ vậy tốt hùng quá. hùng hùng dạ 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 Dạ, dạ để mà dạ lo cái cảm chuyện ơn chú Vĩ nha. Dạ để lo chuyện xe cộ đi, chị lo chủ động cái chuyện xe cộ đó rồi nhanh nhất là chiều dạ mai. không dắt theo không có ngồi kêu ngoài trời Dạ thôi cái đó là chung gia hai đình bàn. Dạ còn tiêu người đó người. có nghĩa là Dạ nhờ ai đi cùng thì cái chuyện đó là do chị, nhờ ai đi cùng là tùy chị, ví dụ như dạ dạ nhờ em nói rồi. Dạ nhờ một hai người là mạnh mạnh chút xíu, bởi vì đôi khi chưa chắc em nó chịu về nữa, cho nên là nếu ví dụ như không về là mình phải hốt lên xe, mình phải tự động mình hốt lên xe chứ chưa chắc em nó chịu dạ về á. dạ dạ chú Vĩ cho em hỏi chú gặp em ở đâu vậy chú? Ở ở Tân Bình, ở Tân Bình. Chú gặp em ở Tân Dạ, Bình có nghĩa là như vậy nè, nè. đầu đuôi câu chuyện đó là nhờ cái cô mà bán đồ ở đó đó, bán đồ ăn này kia, bánh mì này kia đó, cô Thảo, hình như tên Thảo thì phải, nó nằm ở trong cái máy á, thì nhờ em Thảo đó thì phát hiện ra như vậy đó, thì em Thảo có báo Tuấn Vĩ, thì Tuấn Vĩ thấy cái độ cần thiết nên Tuấn Vĩ xuống ghi nhận, và có cái cô có cái cô Hà là cái người bán bánh ướt á, là thường cho em nó ăn, rất là cảm ơn cô Hà cũng như là những người xung quanh rất là nhiều. Thì như cái kế hoạch mà em vừa trao đổi với chị đó là trước tiên là bây giờ mình bao một cái xe để xuống mà đưa em nó về đó, rồi chiều mai em sẽ có mặt nha. Chiều mai em sẽ có mặt nếu ví dụ như chiều mai chị xuống, còn nếu ví dụ như mà chiều mai chị chưa xuống được mà ngày mốt hoặc là kia đó thì chị báo cho em, còn đối với cá nhân em thì em có mặt sớm nhất có thể là chiều mai nha chị nha. Dạ dạ ngày mai em xuống luôn. Dạ Dạ. nhưng mà em tha thiết hết, em giờ em chỉ giờ cộng đồng mạng, tại vì một mình cứ tiếng nói của em không không được, con em sẽ cần gì không bình yên, là em nhờ cộng đồng mạng tất cả cứu con em. Dạ. Nếu mà con em được sống là cộng đồng mạng cứu con em, chứ một bản thân em không cứu, vì họ ăn hiếp em dữ lắm rồi. Dạ Dạ, thôi thì coi như biết nhau cũng là cái duyên chị. Biết nhau chị cũng là dạ. Chị có muốn dạ nói nói à, chị có muốn nói chuyện riêng gì không, thì ý chị nếu nói sao? mà giờ câu chuyện này mình nói lên tin tin mạng thì người ta biết hết, từ từ những cái gì bí mật mình kể kể riêng được không? Thì vậy thôi, đến mai có gì Dạ mai được, nói dạ được rồi, ngày mai là kể riêng ha. ok. Rồi ngày mai kể riêng. Bây giờ là Dạ cái kế hoạch đưa đưa cháu nó về đi đã, rồi còn cái chuyện gì đó thì mình tính sau. Thì theo Tuấn Vĩ nghĩ thế này nè, người ta thường gọi là sự thực thì mất lòng, sự thật thì mất lòng. Có thể là dạ bên chồng nghe được câu chuyện này thì cũng cũng không vui, nhưng mà sự thực nó là như vậy. Và dạ Tuấn dạ Vĩ đúng rồi. Dạ nếu là như vậy nha, dạ chứ còn Tuấn Vĩ không biết đâu nha. Chị dạ nói, dạ và những người xung quanh nói với không Tuấn vì Vĩ con không có em ở biết. nhà, dạ con em bị bệnh đã 6 7 năm này ở nhà không hề đi lang thang, mà con em mới về có mấy tháng này giờ con em đi lang thang ngoài đường như vậy đó. Vì em đã cùng rồi, em lo lo quá nhiều cho con, em cho hết cả cái thân thể em lo hết luôn, em đem hết cái tâm trí em không còn cái gì để em không lo cho con em nữa, em dốc hết lòng rồi. Cho nên giờ em về về bên chồng là em giao nó giao phó kìa, họ làm gì họ làm, chứ giờ em không có con gái nữa vì đã về bên chồng rồi. Nhưng mà giờ về bên chồng con em ra như nông nổi như vậy còn nặng hơn gấp vạn lần luôn ở nhà. Dạ, dạ rồi dạ em nói với mà mới có mấy tháng. em nói với chị Bích thế này nè, chúng ta sẽ lường những cái tình huống. Thứ nhất là em nó cũng có cái mặc cảm gì đó, mà có người thì em nó hạp, có người thì không hạp. Vì vậy cho nên theo Tuấn Vĩ được biết á, là chị Thon á, là người cũng gần gũi với em nó. Dạ không, Vì vậy ở dưới đạo Phật để đó mọi cái em sẽ giải quyết hết được hết trơn, những cái chuyện có già là để cho để, em giải quyết. để em nói nè, để em nói nè. Mình đề phòng cái trường hợp đó là em nó không chịu lên xe. Vì vậy cho nên là phải cần cái người hạp em nó và hiểu em nó.
Thứ nhất là chị phải nhờ cái người nào gần gũi với em nó để nói với em nó cho em nó nghe là điều thứ nhất là mình cần làm nè. Điều thứ hai là cái biện pháp thứ hai lỡ mà rủi ai nói cái gì em nó cũng không chịu thì phải cần một người thanh niên để mà áp tải em nó lên trên xe, phải mình phải dùng bằng cái biện pháp khác. Cho nên là ít nhất là chị phải đi ít nhất là ba người, chị là một nè, với chị Thon là hai nè, rồi một người nào đó thanh niên khỏe mạnh. Đó thì Tuấn Vĩ nghĩ là phải cần dùng những cái biện pháp mà chúng ta phải tính trước, kẹo rồi đôi khi là thuyết phục hoài không chịu lên thì bây giờ mình sao, nó lỡ nó chạy thì mình sao sao rượt được nó, ví dụ như Dạ vậy đó. em xin nhắc lời chủ Tuấn Vĩ nè, ở nhà đã có biện pháp đó rồi, mỗi lần em đưa con em là phải theo người hết, phải đưa theo người đưa lên chứ hắn Đúng không tự lên, bởi vì rồi. nó không không phải bệnh thần kinh nhưng mà nó bị một cái bệnh gì đó, nó nghĩa là mình nó không nghe lời, nó không nghe theo lời mình, cho nên phải Rồi. bắt lên. Khi bắt lên thì nó rất là ngoan ngoãn, nó giống như không một bị bệnh gì hết trơn á, khi lên xe là không có một cái biểu hiện gì hết, mà ở dưới là không biểu hiện tụ thứ tùm lum hết trơn rồi đó, là Rồi, em biết cái vậy. bệnh của hắn rồi. Dạ Rồi, vậy như vậy tốt đó, rồi. cho nên em ở nhà là em đỡ, mỗi lần đưa đưa con em đi bệnh viện là thuê xe thuê người luôn, Rồi. em làm bao nhiêu cũng không có, là em đi mượn hàng xóm, em mượn bà con, em mượn chỗ làm, là em cho con em đi đi chữa xong rồi về là em mới tính. Nhưng mà em đi đưa xuống bệnh viện đó là đã 5 6 lần rồi đó, như là bệnh viện tâm thần đó, còn tính là 6 7 7 lần rồi chứ không phải là 5 6 lần đâu. Nhưng mà những lần trước là em không đưa đi chùa là con em không có hề làm gì hết trơn á, nó bị nhạt. Mà khi em đưa 2 lần về chùa là con em rất là tỉnh luôn, nó rất là tỉnh, rất là ok luôn. Nhưng mà giờ ở ngoài đó thấy tỉnh nữa kêu về, kêu về ngoài đó. Nhưng mà con em ở ở đây dù có bệnh cỡ nào cũng không bao giờ đi lang thang như vậy hết. Thì chị có bệnh tình của con chị và chị đã từng trị hoặc là đã từng sống trong gia đình thì chị nắm được, chứ em thì Dạ em em cũng nắm không hết rành. trơn, dạ Dạ, dạ em nắm hết vì vậy cho nên là mà cũng em hy không có vọng. nói ra, tại vì em yếu yếu thế. Dạ Hy vọng là chị đúng trị đúng hướng, đại khái là vậy, thì em cũng mong chị dạ trị đúng hướng. Còn trước mắt thì em hỗ trợ được điều gì thì em sẽ sẵn lòng nha chị nha. Thì theo kế hoạch như dạ vậy rồi mình chiều mai mình gặp dạ ha. nhưng mà giờ nếu mà lên cộng đồng mạng đi như vậy mà mới biết là con cháu lợi cháu con em đi chỗ khác nữa là không kiếm nó ra nữa là chế cho Không sao tội đâu, cho nó không đó. sao. Dạ Cũng hy vọng là không sao, hy vọng thôi. Rồi Tuấn Vị sau cái dạ cuộc gọi này đó thì Tuấn Vị sẽ gọi tới cho cái cô bán ướt và cái cô ở đó là cố gắng để ý dùm. Chứ cũng không có cách nào hơn, bởi vì bây giờ nói ai bắt đi này kia thì chắc là cũng không có đâu, không có chuyện đó đâu. Dạ không, không phải ai bắt đi, nhưng mà trong người hắn tự tự đi trốn á, em biết là hắn tự đi trốn, hắn biết hết mọi cái, hắn Sợ tự đi sợ. trốn là mình không tìm được chỗ đó thôi, chứ còn 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 nếu mà mình nắm hết nó thì nó rất là dễ, Rồi còn vậy còn cái cho tự nó không. rồi vậy cho em hỏi nè, vậy nếu ví dụ như mà Hả? chị có cần xuống ngay bây giờ không? Nếu ví dụ như chị xuống cần xuống ngay bây giờ thì chị cứ xuống, chị giữ con của chị, em cho chị địa chỉ và cho cái số điện thoại Dạ của cái người ở đó, còn cá nhân em thì chiều mai em mới có mặt được, bởi vì em mới về tức thời mà em không có thể nào đi dạ được, bởi vì chị biết đó, em chưa ăn gì mà vợ em phải đưa lên cho em cái bánh dạ bao dạ này, em cảm ơn cái chú bánh bao Vĩ rồi. gọi tới chú Vĩ á, nhưng hôm nay được cái duyên gặp chú Vĩ là em rất là mừng. Dạ em chỉ cần chú Vĩ mà có mà ai mà giỏi mà biết chữa là chữa con em lành được liền luôn, em biết luôn á, em Rồi biết luôn. rồi về cái Dạ việc em về biết với cái việc luôn. trị bệnh á, thì thật sự là Tuấn Vị không 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 có nắm được, vì cái đó là bên gia đình nha chị nha. Chị thấy ở đâu mà trị bệnh hay hoặc này kia thì mình dùng bằng cái phương pháp, còn đối với cá nhân Tuấn Vị đó thì Tuấn Vị khuyên là nên đi bác sĩ, đó là cá nhân của Tuấn Vị nha, Dạ đúng là rồi, nên đúng nên vậy. khuyên nên đi Nhưng bác mà sĩ. chú Tuấn Vĩ lần nào cũng đi chung chơi bác sĩ hết trơn, đi chung đi đi bác sĩ 1 tháng hắn sợ mới đi về chùa, còn mấy lần còn nếu mà không cho đi bác sĩ là hắn sẽ không về, còn mấy lần kia em cũng cho người thuê tới xe rồi bắt, nhưng mà đi bác sĩ về nên cũng đau vô đó lại không thấy, nó vẫn như bình thường vậy, không bao giờ nó tỉnh như lúc mà đi chùa hết trơn đó rồi. Nhưng mà em nắm được xuống là em đã nắm thấy tình hình rồi, em biết thấy mọi cái, nhưng mà có cái là mình thấp cổ bé họng không kêu ai được, cho nên đành phải để ý con như vậy á. Rồi. Bây Dạ giờ thế này chị ha, bây giờ kết thúc câu chuyện là thế này. Em sẽ cho chị cái số điện thoại của cô Hà hay cô gì bán bánh mướt á, bán bánh ướt mà thường cho con chị ăn đó, để chị cần thì chị liên hệ và chị nhờ chị Hà đó là để canh chừng dùng, hoặc là chị có xuống được tức thời thì chị liên hệ với chị Hà. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai
là chị gửi số tài khoản tới cho em gửi tới cho chị 5 triệu đồng để chị có cái chi phí chị lo cái việc đó nha. Rồi chúng ta Dạ sẽ tính dạ tiếp cảm nha ơn chị chị. nha. Ừ vậy ha. À, Ừ chú chú vậy dạ. thôi. Ừ, Dạ. thí dụ giờ giờ nếu mà em xuống liền á À nếu mà em xuống liền á thì con em nó không nghe lời em hay là nó có một vấn đề gì rồi em gọi cho chú Vĩ có được không? dạ gọi cho Tuấn Vĩ cũng vô ích bởi vì Tuấn Vĩ không thể tới liền được và chiều mai Tuấn Vĩ mới có mặt. Dạ. À thì cho nên là chị nếu có mặt ở đó thì cái phương án đó chị em chị nè, nếu ví dụ như chị có mặt ở đó đó thì chị đứng đường xa chị canh chừng con của chị. À hoặc là Nó chị biết hết, nó biết hết trơn, giống như mặt về tâm linh đó, tâm linh đó. dạ dạ à vậy đó dạ xin hả? lỗi chú vị, dạ Ồ vậy chú đó vị ha. không, dạ em không có tiện nói ra. Dạ rồi vậy thì cái đó tùy gia đình, Tuấn Vĩ sẽ cho chị số điện thoại để chị biết được cái địa chỉ ở đó. Có nghĩa là chị muốn biết địa chỉ ở đó như thế nào thì chị gọi cho cái chị Hà đó. À, đại khái là như vậy. Còn cái cách giải quyết thì tùy chị, còn em thì phải chiều mai em mới có mặt chứ em mới về tới nơi mà bây giờ em đi nữa là Con em nhiều việc giải quyết á. Em nhiều việc phải nói giải quyết liền dạ cho nên dạ là dạ em em biết không thể em lên liền được, phải chiều mai, rồi nhanh nhất là chiều mai chứ em quá trời việc em giải quyết không nổi. À, không khỏe nha chị nha. dạ 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 em biết rồi. Giờ giờ em nói một câu cuối cùng như vậy nè chú Tuấn Vĩ ơi, thì em giờ cái mong ước của em á, em thương con lắm, em muốn cứu con em á, thì giờ lên cộng đồng mạng nhờ gặp chú Tuấn Vĩ cũng là cái duyên, là cái duyên lành á, duyên tốt mới được gặp vậy chứ không phải dễ gì hết. Thì chú Tuấn Vĩ cũng thương thương cháu, giúp cho cháu trong hết bệnh, với lại trong cái mình làm cho kịp thời luôn á, là để, dạ mới cứu cứu được nó, chứ để mà nó lâu Đúng một rồi. ngày là phải có cái kế khác như vậy đó, Dạ, bệnh em nó sợ thứ như nhất là vậy bệnh nó thôi. Dạ nặng nè. À, thứ nhất bệnh nó nặng, thứ hai nữa là dạ bên lỡ đây về, rủi. dạ em xin hết chỗ này cho Tuấn Vĩ, bên đây em biết về ngồi chồng rồi không biết nặng hơn hay nhẹ hơn con, em không biết, còn ở đây là nó vẫn bình bình như vậy chứ không bao giờ nặng hơn. Dạ ở đây thì cứ vậy thôi, em kiểm soát được hết, Rồi, bây giờ thế thí này dụ chị. nó làm gì em được thấy, còn Rồi. điều đó anh Vân tự hỏi em không biết là nó như thế nào. Dạ Rồi, bây giờ thế này, về cái hình thức thì em cũng có trao đổi với chị về cái hình thức, cái kế hoạch là em trao đổi rồi. Còn về cái việc tài chính á, thì để mà giúp đỡ này kia đó, thì cá nhân em thì em không có kêu gọi, nhưng mà ở trong cộng đồng, nếu cô chú nào mà thấy cái trường hợp cần thiết và để mà muốn hỗ trợ chị, giúp đỡ chị thì em sẽ nhận dùm cho chị nha. Thì đó là nếu ví dụ như cô dạ chú mà dạ có phát dạ em tâm á, cảm cô chú mà có dạ phát tâm hoặc này kia thì cái việc đó thì em sẽ nhận để hỗ trợ cho chị và cứu con của chị nha chị ha. em mong là chú cứu giùm con em, là cái quan trọng nhất là Dạ cứu con dạ em dạ để dạ đội nó. dạ 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 ok chị ha. Rồi dạ chị Thon ơi, cảm ơn chị Thon và cảm ơn Hùng nhiều nha nha chị Thon. dạ Dạ, rồi chúng ta giúp được gì gia đình thì chúng ta hãy cố gắng giúp gia đình dùm nha. dạ Dạ, rồi ok, giờ chào chị và chào gia đình mình hết. dạ Rồi chị gửi cái số tài khoản của cho em hết. dạ để em gửi cho Dạ, người dạ vâng, ok, xin chào. mà em nhận được tiền rồi em cảm ơn chú chuẩn bị á, Dạ. với lại mai mình biết gì mai em xuống là có chú Tuấn Vĩ rồi rồi mình đưa vô bệnh viện luôn, chứ gì một mình em không quản được, có được không chú Tuấn Vĩ? Dạ cái đó thì tùy gia đình thôi, còn em á thì là bởi vì là sáng mai đó thì em còn có một cái chuyện là có một cái gia đình nọ có nhận được một cái ngôi mộ. À, vì vậy cho nên là em đã cái lịch em có sẵn vậy rồi, em phải lên ở Đức Hòa Long An á để em ghi nhận cái câu chuyện đó thì chiều mai thì em mới có mặt được. Dạ 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 chiều mai đó, dạ chiều dạ mai lại em đưa vô bệnh viện luôn được không chú Tuấn Vĩ? dạ Để cần gì? cái đó là cái kế hoạch của gia đình thì cứ tự nhiên, có nghĩa là chiều mai thì em sẽ có mặt ở đó để cùng hỗ trợ và cũng gọi Dạ là báo cáo và cảm ơn tới những người xung quanh đó, còn cái việc là đưa đưa đến bệnh viện luôn hay là sau đó thì tùy gia đình nha nha chị dạ nha. thì đó, đó thì em muốn nói chung vậy, về nhà em cùng một mình em về, về em không có quản được, có người vẫn đánh em á, thì vẫn đánh em, đánh mẹ đó, đánh mẹ. Dạ Dạ mà em Di Đà Phật, em xin dạ chào, em nói với dạ em lại chú Tuấn Vĩ một lại cảm ơn thôi chú. đừng nói vậy, em tổn thọ chết cho em nói thế này đây chị nè, là cái người bệnh đó là mình phải chiều. À, chứ mình đừng đừng có trách con là con như vậy là hỗn với mẹ hoặc là này kia thì đương nhiên Dạ đó là không, dạ không dạ em không, dạ cái người bình thường chúng ta trách được, còn cái người người bệnh là chúng ta là hoàn toàn là chúng ta phải phải nhìn nhìn nhìn
nhịn, phải nhịn chứ không có trách được người bệnh. Và em cũng được tiếp xúc với một số người bệnh rồi, người ta ví dụ chẳng hạn như là em biết hộn dạ, này em kia hết là cơ bình chú thường. vô đó nè. Em con em biết rồi, em chiều đủ thứ đang gọi là em mọi cách bằng mọi cách miễn mà vì em thương con, muốn con mình lành á. Cứ nào em cũng qua hết, tình huống nào là em cũng qua hết. Nhưng mà mai có đoàn thể là em không bao giờ có nói một cái gì, em chiều con em hết mọi cái luôn, để con em lên xe đúng, được và em đúng mừng rồi, con đúng để rồi. Chú quý vị cứu cho con em đó. Em chỉ mong vậy đó. Tội lắm con em, mấy năm này đầu cứ như vậy, không người không ra người, cái gì không ra cái gì hết. Ăn chú quý vị biết không, nó ăn còn là đồ cháy đồ thối không á, sao vậy, đồ thối nó ăn sao vậy. Dạ, thôi vậy sao? Có gì mà ý ý là sao mà đồ bình thường không ăn để ăn đồ thối là sao, không hiểu. Dạ, thì có gì đồ mai em nói chú Tuấn Vĩ ngay giờ không có chia sẻ kỳ được đó à, này. Rồi em hiểu rồi, vậy là có cái vấn đề uẩn khúc á ha. Dạ. Rồi có khi cả tháng không ăn cơm, có tháng không ăn cơm, tội nghiệp, nhiều tháng đi như người vậy. Dạ, cái kiếp người thì tội anh nghiệp, đau lòng chắc vậy. Dạ. Thôi mai gặp nha chị nha, mai gặp rồi xin dạ, chào chào Hùng nha, cảm ơn Hùng nhiều. Dạ. Okay. Cho em xin số điện thoại chị Hà luôn nha. À rồi anh gửi tới liền, anh gửi tới liền. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi. Kính thưa cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta cũng vừa nghe qua câu chuyện thật là xót thương cho em Trang rất là nhiều. Cũng hy vọng là trong những ngày tới đây thì em sẽ được cái sự giúp đỡ của gia đình và người thân để rồi mong em sớm bình phục để còn lo cho gia đình và những người con của em. Thưa quý vị, trong câu chuyện này thì Tuấn Vĩ mang tính là Tuấn Vĩ là người ghi nhận câu chuyện, còn những cái lời kể của những người hàng xóm và những lời kể của mẹ của Trang thì cái việc đó là do đôi bên, chứ Tuấn Vĩ cũng không biết là cái sự việc nó xảy ra như thế nào. Tuấn Vĩ chỉ mang tính là ghi nhận, cho nên có phật lòng ai hoặc là trong câu chuyện này mà bên chồng không vui hoặc này kia thì cái việc đó là việc của nội bộ gia đình, còn Tuấn Vĩ chỉ là người ghi nhận câu chuyện. Cũng hy vọng được sự tạo điều kiện của những người thân và những người xung quanh để chúng ta hãy cùng cứu lấy em Trang. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô chú anh chị, những người xung quanh và những người trong thời gian qua đã cho em Trang được ăn uống cũng như là giúp đỡ cho em trong những ngày qua. Rất là chân thành biết ơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì Tuấn Vĩ xin trích ra 5 triệu đồng trong cái quỹ của Tuấn Vĩ. Và Tuấn Vĩ cũng rất là cảm ơn tới chị Thanh bán trái cây ở chợ Bến Thành. Cảm ơn cô Lâm Thị Cang. Cảm ơn tới những cô chú trong thời gian qua cũng có hỗ trợ trong chương trình của Tuấn Vĩ, cũng như là cảm ơn những gia đình mà trước đây mà Tuấn Vĩ đã kết nối được đó, thì cô chú cũng có góp vào trong cái quỹ để mà giúp đỡ cho những người khó khăn. Cho nên là Tuấn Vĩ mới có được cái quỹ đó để Tuấn Vĩ giúp đỡ cho những trường hợp mà cần thiết. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng. Còn câu chuyện của em Trang thì Tuấn Vĩ ghi nhận được thì Tuấn Vĩ sẽ cập nhật đến cho cộng đồng chúng ta được biết. Một lần nữa xin chúc mừng cho gia đình đã kết nối được với em Trang. Hẹn gặp lại cô chú anh chị chúng ta trong phần sau. Nếu cô chú nào chưa đăng ký kênh, mong cô chú anh chị chúng ta hãy cùng nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới cũng như là để ủng hộ cho chương trình. Xin chân thành cảm ơn, xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong video sau.